Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Rất vui được quay trở lại với tất cả các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật các bạn. Nay nhà mình có làm một vài món mình ăn bữa cơm gia đình. Mời tất cả các bạn cùng với gia đình của mình cùng thưởng thức bữa cơm đơn giản này ha. Bữa nay mình có món khổ qua xào lòng các bạn. Còn đây là vịt nướng, thêm thịt kho hột vịt và một vài rau rác như đậu quất nướng nữa. Rồi bây giờ mình vào tiệc mời tất cả các bạn cùng với gia đình của mình ha. Đem nhỏ con mình xin đây giúp tiệc. Ờ đúng rồi, chú mình xin đây này. Mày ngồi đây nướng nè, anh ta ngồi đây nướng mà đó. Còn chị đâu, còn chị ngồi đâu? Sao? Chị ngồi đó, giữa đó. Đấy, mấy mày mới bại đi luôn nha. Về luôn. Để cho dậy ngồi đây đi. Dạ, dạ. Để vậy đi. Tỉnh tỉnh như vậy hợp lý rồi ông Liên này không? Mày ngồi chứ mời. Dạ, dạ, dạ. 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 Dạ, lúc mở cái đi gần lên kìa. Chưa có ly nào yếu chứ. Chị nói anh đi không? Thì vậy đi, được mà. Điện nè. Nè nè. Điện nó dài mà. Dỗ đèn ơi. Được. Hay chiếc hồn mày hả? Thấy chưa? Chị bán, chị bán. Hôm nay. Chị bán luôn nè. Hôm nay người lớn cái đi. Đi xuống đó luôn. Người dân ở bên này đâu sao đâu. Rồi vậy. Chiên. Hả? Người dân ở bên này đó sao? Bên đây đuổi mới qua đó. Đuổi hoài luôn. Bên này không kêu chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Vậy đi. Vô luôn nè, vô sao á. Vậy đi. Sao chứ làm hồi nào vậy gì đó? Mai như này nè. Ủa, từng lễ thường ngày như vậy cũng gần đây hả? Mới sao gần đây hả? Mới đây nè, bữa nào thì quên đi rồi. Để góc xéo bên kia đi ngay ngồi đây luôn nè. Ừ anh ngồi đó luôn á. Để nó quay. Cái này của ai mới hết chưa hả? Để vậy có Dũng hả? Anh hết rồi. Anh không mới. Chú Mười cũng hết rồi kìa chứ đâu mà. Chú hết ta dẹp qua đây. Ở đó thấy chưa? Điện nó dời ghét mà nó cái ly nó còn chứ thôi. Hai đang chế là một đang cá bắt cung. Thôi,
là 31 ngày là lúc đó là có giờ vừa muốn đẻ rồi, 35 ngày là rất bây giờ về chơi còn đó gì để mà để nghỉ 31 ngày là mà đi nghe gì nghe cái chuyện này nghe cái mấy lên xe lên nhổ thì kể tới đâu đó. Thế nó lên chạy ở nhà chú ổn nãy vô coi rồi nãy điện rồi còn nhà hả? Ở nhà nó đang xuống đây xuống rồi đây còn nhà hay nữa nó đang xuống còn nhà nó đang xuống nè rồi cũng tên nó đang xuống nè còn nhà vậy luôn biết đi bây giờ con lớn hồi nãy giờ con ăn đi gì đó rồi đó xong nó có bỏ biển nó tóc rồi nó tụt lại vậy qua cũng nóng nóng hết cả rồi. Còn bên mai mốt mày nhắn cho hãy là phải lỗi mà để chờ cao nó nói đi là gì đợi hết đợi ba đưa mới ngồi luôn để xem phút lên lấy giờ xuống đây sao ba nghe lên chỗ lấy xuống đây mình dọn chén quát rồi ra thôi để sẵn cái anh thì dọn ra mình lấy đi có nghĩa là bây giờ là xuống không á có chiếc ăn đó mà là ăn được là mình xuống rồi phải không, chứ không có chiếc ăn mình ngồi quá trời rồi phải không, không có cả lên rồi kêu mà kêu quá là ăn bữa ăn cả đó mà ăn canh là tới giờ lên lo đi sắp rồi rồi đó bây giờ nói công anh nữ chính cái là điện chú về lại là vừa không em làm xong rồi cái điện không dễ tới chứ lúc chú về cho làm ăn sao mà em thấy anh lên cấp gì cao gì vậy? Em cũng mới lên rồi thấy không? Không có kêu tâm mấy bạn dưới đây uống mà thì nó ít á. Không mấy bạn anh hai này. Làm gì? Về chợ nó đòi chửi á. Nó nãy hai cục mất kem. Dán như là. Giờ bữa nay giống như cũng nó ngọt thôi nên giờ dội luôn đến nò quá cái hơi nò rồi ăn cơm đưa nó uống không nổi cái gì bây giờ tao mới cần cái chén mày uống đi cầm nước uống nổi cái tay rồi là lo ăn gì đâu cũng cục quan gì vậy sao vậy hết rồi nè để gì chứ vì hai người quay đi tới tối mới về mà uống sao hết mà phải lúc đó chưa làm đá nhiều quá thằng đi không có nhà nữa thì bởi vậy mày không có nhà mày không có ăn đồ qua năm là hai cả nhà ăn vịt nướng nha. Mới lên tháng rồi một tháng gì ra lương có tư tưởng là có năm tháng năm gì đây về sao em là vậy em đã là 7 tháng rồi về lương giúp 3 tháng cỡ mười mấy năm tạm dừng video đây, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào. Bye bye.